Chào mừng các em đến với kênh Lời Giải Hay. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em soạn bài chữa lỗi dùng từ trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 6, tập 1, trang 68. Chúng ta đến với lỗi dùng từ thứ nhất, lặp từ. Câu hỏi số 1 trong sách giáo khoa trang 68. Gạch dưới những từ ngữ giống nhau trong các câu dưới đây. A nhỏ, gậy tre, trông tre chống lại sắt thép của quân thù, tre xung phong vào xe tăng, đại bác, tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín, tre hy sinh để bảo vệ con người, tre anh hùng lao động, tre anh hùng chiến đấu. B. Chuyện dân gian thường có nhiều chi tiết tưởng tượng kỳ ảo nên em rất thích đọc chuyện dân gian. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy những từ ngữ giống nhau trong các câu văn ở bên dưới đúng không nào? Các em có thể theo dõi bảng sau. Trong đoạn A, từ tre lặp lại 7 lần, từ giữ lặp lại 4 lần, từ anh hùng lặp lại 2 lần. Còn trong đoạn B thì có từ chuyện dân gian lặp lại 2 lần đúng không nào? Tiếp theo, đến với câu hỏi số 2. Việc lặp đi lặp lại từ tre ở ví dụ A có gì khác với việc lặp từ ở ví dụ B? Trong câu A, chúng ta thấy từ tre được lặp lại 7 lần. Còn ở trong phần B, chuyện dân gian được lặp lại 2 lần. Việc lặp lại như vậy có gì khác nhau? Các em lưu ý, việc lặp đi lặp lại từ tre ở ví dụ A có điểm khác biệt với việc lặp từ ở ví dụ B. Việc lặp lại từ tre ở ví dụ A thì nhằm mục đích nhấn mạnh ý, tạo nhịp điệu hài hòa như một bài thơ cho văn xuôi, có dụng ý nhấn mạnh và làm tăng tính biểu cảm. Đây được coi là phép lặp từ. Còn việc lặp từ ở ví dụ B là lỗi lặp từ do diễn đạt kém, làm cho câu văn trở nên rườm rà, nặng nề. Và yêu cầu của bài tập 3. Chữa lại câu mắc lỗi lặp từ. Chúng ta có thể chữa lại như sau. Em rất thích đọc truyện dân gian vì truyện có nhiều chi tiết tưởng tượng, kỳ ảo. Như vậy sẽ không dẫn đến sự lặp lại từ chuyện dân gian, dẫn đến rườm rà, nặng nề đúng không nào? Đối với phần này, các em cần chú ý phân biệt lặp từ như biểu hiện của một vốn từ nghèo nàn, thiếu cân nhắc trong khi nói, viết, gây ra lỗi lặp từ, với việc lặp từ như một phép liên kết câu, tạo tính chặt chẽ và mạch lạc cho bài nói hoặc bài viết và thường được gọi là phép lặp. Lặp được hiểu như một loại lỗi là việc dùng từ trùng lặp, gây cảm giác nặng nề, nhàm chán, biểu hiện của vốn từ nghèo nàn, dùng từ thiếu cân nhắc. Bỏ các từ lặp đi, câu vẫn rõ nghĩa mà cách diễn đạt lại thanh thoát và nhẹ nhàng hơn đúng không nào? Tiếp theo, chúng ta đến với lỗi dùng từ thứ hai, đó là lẫn lộn các từ gần âm. Trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa trang 68. Trong các câu sau, những từ nào dùng không đúng? Câu A, ngày mai chúng em sẽ đi tham quan viện bảo tàng của tỉnh. Và câu B, ông họa sĩ già nhấp nháy bộ ria mép quen thuộc. Câu hỏi số 2, nguyên nhân mắc các lỗi trên là gì? Và yêu cầu của câu thứ 3 là hãy viết lại các từ bị dùng sai sao cho đúng. Trong hai ví dụ A và B, chúng ta có thể thấy những từ dùng không đúng đó là trong phần A là từ tham quan. Đối với từ tham quan ở đây, chúng ta có thể sửa lại thành tham quan. Ngày mai, chúng em sẽ đi tham quan viện bảo tàng của tỉnh. Còn ở trong câu B, từ dùng sai là từ nhấp nháy. Chúng ta phải chữa lại thành mấp máy. Ông họa sĩ già mấp máy bộ ria mép quen thuộc, đúng không nào? Nguyên nhân của việc mắc lỗi đó là người sử dụng nhớ không chính xác hình thức ngữ âm của từ. Từ có hai mặt nghĩa là nội dung và hình thức. Nếu sai ở hình thức sẽ dẫn đến nội dung sai. Chính vì vậy, các em phải hiểu đúng nghĩa của từ để tránh mắc lỗi. Về mặt nội dung và hình thức của từ, không từ nào chỉ có nội dung mà lại không có hình thức. Nội dung của từ hay còn gọi là nghĩa, không thể nghe được, nhìn được mà chỉ có thể cảm nhận được. Nhưng mặt hình thức của từ lại có thể nghe được. Đó là phần âm thanh, nhìn được, phần chữ viết. Vì vậy, việc hiểu được một từ nào đó là cần phải hiểu được cả hai mặt hình thức âm thanh, chữ viết lẫn mặt nội dung ngữ nghĩa của từ. Nếu chỉ nghe được âm thanh, nhìn được chữ mà không hiểu âm đó, chữ đó biểu thị đối tượng nào thì chưa gọi là hiểu nghĩa của từ và chưa thể dùng từ đó để tạo câu. Muốn sử dụng được từ thì các em cần phải nắm chắc được hình thức âm thanh, hình thức chữ viết lẫn nghĩa của nó. Tiếp theo, chúng ta đi đến với phần ba la mã, luyện tập. Trả lời câu hỏi số 1 trong sách giáo khoa trang 68.
Hãy lược bỏ những từ ngữ trùng lặp trong các câu sau. A nhỏ, bạn Lan là một lớp trưởng gương mẫu, nên cả lớp ai cũng đều rất lấy làm quý mến bạn Lan. B nhỏ, sau khi nghe cô giáo kể câu chuyện ấy, chúng tôi ai cũng thích những nhân vật trong câu chuyện này, vì những nhân vật ấy đều là những nhân vật có phẩm chất đạo đức tốt đẹp. C nhỏ, quá trình vượt núi cao cũng là quá trình con người trưởng thành, lớn lên. Đối với bài tập này, để xác định được nên bỏ từ nào ở trong các câu, các em có thể thực hiện lần lượt các bước sau. Thứ nhất là gạch dưới những từ giống nhau có trong câu để xác định câu mắc lỗi lặp từ. Sau đó, các em lược bỏ những từ lặp gây sự nặng nề, dài dòng, thường là những từ được lặp lại ở phần sau. Sau khi lược bỏ những từ này, các em đọc lại câu văn xem có bị hiểu sai hoặc không hiểu được nghĩa hay không. Nếu như vẫn hiểu đúng ý người viết, có nghĩa là các em đã chữa đúng. Còn nếu như không hiểu được, thì các em cần kiểm tra lại việc chữa lỗi của mình. Với cách làm như vừa nêu, ta thấy, để chữa câu, bạn Lan là một lớp trưởng gương mẫu, nên cả lớp ai cũng đều rất lấy làm quý mến bạn Lan, thì cần bỏ bớt những từ lặp như bạn Lan và một số từ thừa khiến cho câu trở nên dài dòng. Câu A có thể chữa lại như sau. Lan là một lớp trưởng gương mẫu, nên cả lớp ai cũng quý mến. Hay Lan là lớp trưởng gương mẫu, nên cả lớp đều quý mến bạn. Đến với câu B, câu này lặp lại 3 lần từ nhân vật. Vì thế, có thể lược bớt từ đó đi hoặc thay từ lặp nằm ở phía sau bằng những từ khác có nghĩa tương đương. Có thể chữa câu này thành. Sau khi nghe cô giáo kể, chúng tôi ai cũng thích những nhân vật trong câu chuyện ấy, vì họ đều là những người có phẩm chất đạo đức tốt đẹp. Câu C, câu này tuy không lặp từ, nhưng ý của hai từ trưởng thành và lớn lên tương tự nhau. Bởi thế, chúng ta cần lược bỏ một từ. Có thể chữa lại câu C như sau. Quá trình vượt núi cao cũng là quá trình con người trưởng thành. Hay quá trình vượt núi cao cũng là quá trình con người lớn lên. Tiếp theo, chúng ta đến với bài tập số 2 trong sách giáo khoa. Hãy thay từ dùng sai trong các câu dưới đây bằng những từ khác. Theo em, nguyên nhân chủ yếu của việc dùng sai đó là gì? A nhỏ, tiếng Việt có khả năng diễn tả linh động mọi trạng thái tình cảm của con người. B nhỏ, có một số bạn còn bàng quang với lớp. C nhỏ, vùng này còn khá nhiều thủ tục như ma chay, cưới xin, đều cỗ bàn linh đình, ốm không đi bệnh viện mà ở nhà cúng bái. Để chữa lại được những câu trên thì các em cần hiểu nghĩa của một số từ như sau. Linh động là có cách xử lý tuy vẫn dựa vào nguyên tắc nhưng không máy móc, cứng nhắc mà có sự thay đổi cho phù hợp với yêu cầu và điều kiện thực tế. Còn sinh động có nghĩa là đầy sự sống với nhiều dáng vẻ khác nhau, hoặc cũng có thể hiểu là có khả năng gợi ra những hình ảnh hợp với hiện thực của đời sống. Bàng quang là bọng đái, còn bàng quan là đứng ngoài cuộc mà nhìn, coi là không dính líu đến mình. Thủ tục là những việc cụ thể phải làm theo một trật tự quy định, còn hủ tục là phong tục đã lỗi thời. Như vậy, chúng ta có thể phân tích lỗi và chữa lại các câu như sau. Đối với câu A, câu này muốn nói tới khả năng đa dạng và tinh tế của tiếng Việt trong việc diễn tả những trạng thái tình cảm của con người nên không thể dùng linh động mà phải dùng sinh động. Câu này chữa lại như sau. Tiếng Việt có khả năng diễn tả sinh động mọi trạng thái tình cảm của con người. Nguyên nhân mắc lỗi của câu A đó là lẫn lộn từ gần âm sinh động thành linh động, đúng không nào? Đến với câu B, câu này người viết muốn nhận xét về thái độ của một số người trong lớp coi việc chung không phải là việc của mình. Bởi vậy, không thể nói bàng quang, danh từ, mà phải nói từ bàng quan là tính từ. Câu này có thể chữa lại như sau. Có một số bạn còn bàng quan với lớp. Nguyên nhân mắc lỗi của phần B cũng là do lẫn lộn từ gần âm bàng quan thành bàng quang. Đến với câu C, từ dùng sai là thủ tục, làm việc theo một trật tự nhất định. Chúng ta có thể thay lại. Vùng này còn khá nhiều hủ tục như ma chay, cưới xin đều cỗ bàn linh đình, ốm không đi bệnh viện mà ở nhà cúng bái. Nguyên nhân của các lỗi trên đều là lẫn lộn từ gần âm và nhớ không chính xác hình thức ngữ âm, đúng không nào? Như vậy, cô vừa hướng dẫn các em soạn bài chữa lỗi dùng từ trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 6, tập 1, trang 68. Mong rằng bài học ngày hôm nay sẽ giúp cho các em tránh được các lỗi dùng từ và nâng cao khả năng sử dụng từ khi viết bài cũng như trong cuộc sống. Các em có thể lên trang lời giải hay.com để tham khảo bài giảng của những bài khác nhau. Chúc các em học tốt, tạm biệt các em và hẹn gặp lại.